xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 4 tháng 10 của đài phát thanh và truyền hình điện biên thưa quý vị và các bạn để huy động quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và động viên lực lượng phòng cháy chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày 4 tháng 6 năm 1996 thủ tướng chính phủ ra quyết định lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân việc tổ chức ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân hàng năm nhằm đặt yêu cầu nâng cao được ý thức phòng cháy chữa cháy cho toàn dân huy động được đông đảo quần chúng tham gia vào các hoạt động thiết thực bổ ích trong công tác này biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với những tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phòng cháy chữa cháy trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh tới quý vị và các bạn công tác phòng chống cháy nổ của lực lượng chức năng và của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Cần nâng cao tinh thần cảnh sát nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng. Vâng, thưa quý vị, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng dân cư dù đã được thực hiện thường xuyên, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, song số vụ cháy và thiệt hại do cháy vẫn liên tục xảy ra. Nguyên nhân không chỉ bởi sự lơ là của chính người dân, hộ kinh doanh, mà hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cơ sở vẫn tồn tại nhiều bất cập. Không hệ thống báo cháy, không nguồn nước chữa cháy, không hệ thống chữa cháy cố định, không hệ thống chống xét, giao thông không đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động và việc sử dụng nguồn nhiệt không đảm bảo là những cái không đang hiện hữu tại chợ trung tâm 1 cũng như các chợ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong cái quá trình chúng tôi đi kiểm tra thì cái vấn đề mà nhắc nhở nhiều nhất đó là cái vấn đề ví dụ như là một số các cái gian hàng thì có thể là chấp hành tốt các cái nội quy quy định về an toàn phòng cháy tuy nhiên bên cạnh đấy thì vẫn có một số các cái gian hàng ví dụ như các anh có thể thấy là là vẫn còn lấn chiếm các cái hành lang đấy hành lang lưu không rồi các cái hành lang hệ thống lối thường thoát nạn đấy làm gây ảnh hưởng cản trở đến cái quá trình thoát nạn khi có sự cố xảy ra thì trong cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi thì chú trọng đặc biệt chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền là giúp cho các bà con nhân dân cũng như là các cái hộ chủ hộ kinh doanh ở trong trung tâm thương mại cũng như là đối với chợ. Chợ là sẽ nâng cao cái nhận thức của mình về công tác phòng cháy cháy là một. Cái thứ hai là đặc biệt về quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các cái thiết bị ví dụ như phát sinh tia lửa, tia điện. Không chỉ thiếu các điều kiện tối thiểu để phòng cháy mà quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng cũng gặp phải không ít khó khăn thực tế tại một số trục đường liên xã ở huyện điện biên người dân xây dựng các mố trụ bê tông hai bên đường khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận được đám cháy cùng với đó địa bàn hoạt động phạm vi tổ chức chữa cháy rộng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện tại mới chỉ đáp ứng được về công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố một số xã của huyện điện biên và thị xã mường lây các huyện còn lại chưa có phương tiện chữa cháy hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dân phòng tự thực hiện trên địa bàn thành phố Điện Phủ thì hiện nay về công tác phòng cháy cháy vẫn còn một số bất cập. Thứ nhất là các điều kiện về phòng cháy chữa cháy khu dân cư thì còn rất nhiều hạn chế. Thứ nhất là hệ thống điện của các khu dân cư là không đảm bảo an toàn. Cái thứ hai là cái phương tiện trang bị cho khu dân cư hiện nay là còn rất nhiều hạn chế. Khi xảy ra cháy là hầu như là cái lực lượng tại chỗ là không không có phương tiện để xử lý mà chủ yếu là trông chờ vào lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy của công an tỉnh. Hiện nay trên địa bàn thành phố và khu vực Nòng trảo huyện Điện Biên thì có rất nhiều cái bất cập liên quan đến những đường giao thông. Chẳng hạn như khu vực thành phố thì các cái đường ở các tổ dân phố thiết kế tương đối hẹp rồi là các cái cột điện các cái cáp quang cáp điện lực chằng chéo làm cản trở đến cái hoạt động chiều cao của xe chữa cháy rồi là khu vực nòng Trảo, huyện Điện Biên ở hầu hết tất cả các xã vào trong khu vực các xã khu vực nông thôn thì đều được xây dựng các cái trụ cột rất là kiên cố nên khi có tình huống cháy nổ hoặc cứu nạn cứu hộ xảy ra thì gần như là các xe chữa cháy không thể vào hoạt động được để triển khai các biện pháp chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ trong khi chờ đợi những giải pháp khắc phục những bất cập trong hạ tầng phòng cháy chữa cháy trước hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ với chính tài sản của gia đình mình để giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ xảy ra 9 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, ước thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng. Mặc dù số vụ cháy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019, song thiệt hại do cháy lại gia tăng. Để đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản, cùng với việc khắc phục bất cập về hạ tầng phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân, hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức và tích cực tham gia phòng cháy tại chính gia đình mình. Ngày 23 tháng 2, Tại tổ 6 phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra cháy nhà do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa để sấy lạp sườn xúc xích. Tương tự, ngày mùng 3 tháng 9 tại tổ dân phố 16 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cũng xảy ra một vụ cháy gara ô tô do sự bất cẩn của chính chủ cơ sở kinh doanh qua vụ cháy này mà mọi người dân trong thành phố mà có làm những cái gì mà thuộc về củi lửa thì nên cẩn trọng, không thì xảy ra cháy rồi là sẽ ảnh hưởng đến tài sản, ảnh hưởng đến con người, ảnh hưởng đến hàng xóm chung quanh. Thế cho nên sau cái bài học này thì cũng rút một ra một cái kinh nghiệm thì là nên cẩn thận. Trong khi hai vụ cháy trên đã được phát hiện và chữa cháy kịp thời không gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thì vụ cháy ở khu đô thị Bom La, xã Thành Sương, huyện Điện Biên vào hồi tháng 3 năm 2020 đã thiêu dụi khoảng 8 tấn thóc, 30 tấn bông chít và một số đồ dùng của gia đình bà Công Thị Vân. Thiệt hại do cháy ước tính khoảng 800 triệu đồng. Đây là bài học đắt giá cho nhiều hộ dân, hộ kinh doanh khi còn chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy tại chính gia đình mình. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 145 vụ cháy, làm chết một người, thiệt hại hơn 18 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng, 21 ha rừng và thảm thực vật. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhưng ý thức của nhiều cơ sở kinh doanh, người dân vẫn còn chủ quan, lơ là. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra gần 1.200 cơ sở, phát hiện trên 600 thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhất là tại các chợ trên địa bàn tỉnh đều chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Trước tình hình đó thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh biên khuyến cáo mỗi người dân hãy chủ động tự kiểm tra lại công tác an toàn phòng cháy chữa cháy ở trong ngôi nhà của mình, chủ động tuyên truyền nhắc nhở các thành viên trong gia đình mình chấp hành các cái quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và bố trí các cái điều kiện về thoát nạn, chủ động thiết kế lắp đặt hệ thống điện đảm bảo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn điện, bố trí nơi đun nấu, nơi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gia đình mình và chủ động Uh, chuẩn bị các cái phương tiện dụng cụ uh, để sẵn sàng chữa cháy ngay từ khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra ngay tại gia đình mình. Trong 9 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy với trên 7.000 người tham gia. Tổ chức hơn 20 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 1.700 cán bộ nhân viên, các cơ quan doanh nghiệp, đội trưởng, đội phó, đội dân phòng trên địa bàn tỉnh đồng thời xây dựng và thực tập 13 phương án chữa cháy tại cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu về phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức toàn dân phòng ngừa cháy nổ. Bên cạnh sự chủ động các phương án phòng ngừa cháy nổ của lực lượng chức năng, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng. Chuyển sang những tin tức khác, thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nhiều cuộc triển lãm, tuyên truyền về sách, đa dạng các đầu sách phục vụ bạn đọc là những giải pháp được hệ thống các thư viện trên địa bàn tỉnh thực hiện nhằm thu hút ngày càng nhiều độc giả đến đọc và nghiên cứu sách. Theo đó, hệ thống các thư viện trong tỉnh đã nâng cao chất lượng vốn tài liệu, bổ sung lựa chọn những loại sách có giá trị nội dung phong phú, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các thể loại sách. Trong 9 tháng đầu năm, kho sách của các thư viện được bổ sung hơn 4.300 bản sách, thực hiện luân chuyển từ thư viện tỉnh đến các huyện thị xã thành phố gần 242.000 bản sách, báo các loại. Bên cạnh đó, thư viện tỉnh đã tổ chức 14 cuộc triển lãm sách, báo, tập trung tuyên truyền cho những ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và của đất nước với hàng trăm đầu sách báo tạp chí được giới thiệu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu sách báo ở khu vực vùng sâu vùng xa để cung cấp kiến thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó từ đầu năm đến nay hệ thống các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh đã đón trên 121.000 lượt bạn đọc, đạt gần 74% kế hoạch năm, cấp mới đạt gần 2.400 thẻ. Thời gian tới thư viện tỉnh tiếp tục thực hiện dự án thư viện điện tử gắn mã vạch và chuyển đổi cơ sở dữ liệu cho các kho sách và triển khai tốt việc ứng dụng phần mềm thư viện điện tử nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn. Năm 2020, từ nguồn vốn chương trình 13 năm của chính phủ, huyện Điện Biên Đông được đầu tư gần 30 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn. Căn cứ vào tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội của mỗi bản trong các xã đặc biệt khó khăn, nhu cầu của người dân và nguồn kinh phí được phân bổ. Trong năm 2020, huyện Điện Biên Đông đã thực hiện tiếp chi cho 16 công trình đường giao thông, khởi công mới 3 công trình đường giao thông ở các xã Triềng Sơ và Luân Giói, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn đi lại thuận tiện thúc đẩy lưu thông hàng hóa là một trong những huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước những năm qua huyện điện biên đông được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của đảng nhà nước trong đó nhiều chương trình dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân đã góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội nông thôn vùng cao vùng đặc biệt khó khăn và là động lực mạnh mẽ để huyện điện biên đông thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trong thời gian tới để triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch mà huyện đã xác định. Theo đó, huyện đã xác định việc thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, trọng tâm chính là chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương tuyến khích các doanh nghiệp liên kết đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước hình thành liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, một trong những nhóm cây trồng chủ lực đã được đưa vào thực hiện là ngô, lúa và một số cây trồng khác như thảo quả, sơn tra, sa nhân, các loại đậu, đỗ. Cụ thể, đối với cây ngô, huyện Tuần Giáo quy hoạch vùng trọng điểm tại 4 xã Phú Nhung, Dạng Đông, Tama Ma và Phình Sáng. Cây lúa tại các xã Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Trường Sinh, Trường Đông, Mùn Trung, Mường Mùn. Cây sơn tra thảo quả tại các xã Tỏa Tình, Tênh Phong, Tama đặc biệt khi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được thực hiện hiệu quả, điều đó sẽ giúp cho người dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm. Tính đến nay, huyện Mường Ảng đã trồng và phát triển được trên 300 ha cây ăn quả các loại. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt 1.000 ha. Để đạt được mục tiêu này, huyện Mường Ảng sẽ tiến hành chuyển đổi một phần diện tích đất nương rẫy, đất vườn tạp và giảm dần diện tích cà phê giả cỗi kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn quả các loại. Việc phát triển diện tích cây ăn quả sẽ được tổ chức theo hướng tập trung, tạo ra những sản phẩm chủ lực có sản lượng lớn, liên kết sản phẩm theo vùng, thúc đẩy liên kết trong sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cũng như nhận thức cho bà con về việc sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp và hữu cơ, tạo thành vùng liên kết, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho bà con, phấn đấu xây dựng mường ảng trở thành vùng chuyên canh trồng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không đơn thuần là tăng thu nhập. Hiện nay đối với nhiều hộ nông dân tại huyện Điện Biên, trồng vụ ba trên đất hai vụ lúa còn là vụ thu nhập chính của gia đình. Bởi vậy trong những năm qua, huyện Điện Biên đã khuyến khích người dân tăng diện tích sản xuất vụ ba trên đất hai vụ lúa, đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cây trồng trên các diện tích này. Vụ đông năm nay, huyện Điện Biên phấn đấu gieo trồng từ 600 ha trở lên, trong đó diện tích đất chuyên canh, đất bãi là 540 ha, 65 ha là đất hai vụ lúa, trong đó diện tích sản xuất vụ đông trên đất hai vụ lúa tập trung chủ yếu ở các xã Thanh Luông, Thanh Nưa, Hua Thanh và Nong Luống với các loại cây trồng chủ yếu gồm ngô, khoai lang, khoai tây và rau màu các loại. Để đảm bảo việc trồng cây vụ đông trên đất hai vụ lúa đạt hiệu quả, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động người dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa để đảm bảo thời vụ gieo trồng cây vụ đông. Đối với các diện tích đã thu hoạch, đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng lựa chọn giống cây vụ đông phù hợp để gieo trồng cái công tác trồng cây vụ ba này hàng năm ủy ban dân xã cũng giao chỉ tiêu cho các đội và từng năm một nó cũng đã phát triển theo từng thôn một và diện tích cũng không ngừng được tăng lên thì cái số mà đưa vào sản xuất cây vụ ba thì giống cây của cây vụ ba nó cũng đa dạng hơn thì bao gồm dâu dưa và khoai tây và ngô và các loại rau màu như là rau cải như lơ cái nó cũng tăng theo cái từng năm một nói chung là chúng tôi cũng đã khuyến khích cho các hộ thôn bản mà chưa trồng được cây vụ ba thì cũng tiếp tục để uh, trồng cây vụ ba để nâng cao cái thu nhập cho người dân rất đất là hai đứa. Mặc dù chỉ chiếm 10% tổng diện tích gieo trồng vụ đông, nhưng các diện tích sản xuất vụ đông trên đất hai vụ lúa được đánh giá là hiệu quả và góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân. Đơn cử như gia đình anh Lù Văn Hải, bản Mền, xã Thanh Nưa, mặc dù chỉ sử dụng 50% diện tích đất hai vụ lúa để trồng cây vụ đông, nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn thu nhập từ trồng lúa. Anh chia sẻ, trồng 1 000 m2 ngô vụ đông thu về hơn 4 triệu đồng trên một vụ, còn tổng diện tích trồng lúa gần 2 000 m2 chỉ thu về khoảng 2 triệu đồng trên một vụ khi gặt xong thì gia đình đã chuẩn bị phân này mới lại giống này để sản xuất luôn vụ ba này cho nó kịp vụ tới nên sản xuất vụ ba này thì chúng tôi thấy cũng hiệu quả bởi vì cái này là mình không phải thuê mướn mà cho nó không như mình làm lúa vụ ba này là chủ yếu là trồng ngô nếp mới ở trong ấy thì trồng khoai Đặc biệt, việc trồng cây vụ đông trên đất hai vụ lúa còn giúp cắt đứt nguồn lây lan của dịch hại, gia tăng năng suất lúa nhờ đất đai được cải tạo, các đặc tính sinh hóa trong hệ thống luân canh, giảm sự cạnh tranh của cỏ dại. Mặt khác, các cây trồng vụ đông khá đa dạng, không chỉ có giá trị kinh tế cao hơn mà còn được người dân nhận định là dễ chăm sóc hơn trồng lúa. Do vậy, việc sản xuất cây vụ đông trên đất hai vụ lúa được nhiều hộ chú trọng thực hiện, tiến hành làm đất xuống giống trong khoảng 1 đến 2 tuần sau khi thu hoạch xong lúa vụ mùa. Bây giờ gia đình tôi đã trồng sản xuất đuối, bây giờ là gia đình đã bắt đầu trồng ngô, thu hoạch được mấy năm ngày bắt đầu là trồng ngô, trồng ngô là thu bây giờ sản xuất từ được 10 năm nay rồi, là gia đình bây giờ đã, đang làm cái vườn ngô ấy, thế là một tuần là tưới nước một đợt thế trồng trồng xong ấy cái lưới một đơn thế là nếu đen đen bằng à, cao bằng à, này thì bắt đầu là bón phân vào cho nó lên Với hiệu quả tư sản xuất vụ 3 trên đất hai vụ lúa. Trong thời gian tới, huyện Điện Biên đang chỉ đạo các xã khuyến khích các hợp tác xã trên địa bàn, các hộ nông dân mượn ruộng, thuê ruộng để sản xuất cây vụ đông mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên diện tích đất hai vụ lúa tại các diện tích đất phù hợp đảm bảo việc sản xuất ba vụ đồng thời tổ chức ra soát xây dựng quy hoạch vùng điểm trồng cây vụ đông theo từng loại cây trồng đảm bảo gọn vùng gọn cánh tạo điều kiện thuận lợi để quản lý chăm sóc và điều hành sản xuất đạt hiệu quả chỉ đạo các địa phương xây dựng cơ cấu cây trồng phù hợp tránh tình trạng nhiều địa phương trồng một loại cây dẫn đến cung vượt cầu nguy cơ dư thừa nông sản khiến rớt giá và đến đây chương trình thời sự tối nay của đài phát thanh và truyền hình điện biên cũng xin được kết thúc quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website điện biên tv vn hoặc trên kênh youtube đài truyền hình điện biên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại